Thưa quý vị, theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan lúc sáng sớm ngày 23 tháng 11 giảm còn 2 độ C, đủ thấp để hình thành lớp sương muối mỏng. Theo đó, khoảng 5 giờ ngày 23 tháng 11, lớp sương mỏng còn gọi là sương muối phủ trắng sàn gỗ khu đặt biểu tượng Fansipan và cây cỏ trên đỉnh núi. Sau khoảng 30 phút, khi nắng lên, băng tan dần, sương muối xuất hiện với cường độ nhẹ, chảy đều một lớp mỏng trên các bậc đá, sản gỗ và các con đường lên xuống. Lớp sương muối bám trên các cành cây ngọn cỏ, phủ màu trắng bạc, huyền bí cho khung cảnh nóc nhà Đông Dương lúc sáng sớm. Đây là đợt sương muối đầu tiên xuất hiện trên đỉnh Phan Xipang trong mùa đông năm 2024. Dự báo trong những ngày tới, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức thấp, khả năng sương muối tái diễn trên đỉnh Phan Xipang là rất cao. Còn theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay nhiệt độ Bắc Bộ hạ thấp hơn hôm qua, đêm và sáng sớm trời rét. Chưa chiều hưởng nắng, nhiệt độ cao nhất từ 24 cho đến 27 độ. Nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 15 độ. Khu vực từ Quảng Trị cho đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và có rông. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Và từ đêm ngày 25 tháng 11 có mưa, mưa rào cục bộ và có nơi mưa to và rông. Các khu vực khác có mưa rào và rông vài nơi riêng khu vực Tây Nguyên có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Dự báo vào ngày mai 24 tháng 11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Khu vực từ Quảng Trị, Bình Định có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rông. Với lượng mưa từ 30 cho đến 70mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày hôm qua 22 tháng 11, một vụ cháy xảy ra tại nhà máy xay sát gạo ven sông Sáng Lấp Vò ở xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Lửa bén từ khu vực chứa mặt chấu rồi mất kiểm soát, lan vào kho chấu trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Hàng trăm người ở Đồng Tháp đã thức xuyên đêm để khống chế và dập tắt đám cháy. <laughs> Cụ thể, khoảng 18 giờ ngày 22 tháng 11, lửa bắt đầu xuất hiện ở khu vực Chầu. chứa mặt chấu của nhà máy xây sát do ông Võ Văn Bình, 48 tuổi, làm chủ. Chủ nhà máy huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy nhưng bất thành. Nhận được tin báo, hàng trăm công an, dân quân của xã và chính quyền địa phương được huy động đến hiện trường. Nhiều máy xúc cũng được điều đến để hạ độ cao kho chấu, song nhiên liệu này khó dập tắt vẫn cháy âm ỉ nhiều giờ. Đến sáng nay lửa đã được dập tắt, ước tính kho chấu thiệt hại từ 5 cho đến 10%. Thưa quý vị và các bạn, tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, khó kiểm soát, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao. Và thực tế đã có nhiều trường hợp mất hàng chục tỷ đồng, gây hoang mang và bức xúc trong dư luận. Để ngăn chặn tình trạng trên, tại Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Học viện Cảnh sát Nhân dân, đã yêu cầu lực lượng đoàn thanh niên cần tăng cường rèn luyện, học hỏi đến nâng cao công tác quản lý, phòng chống tội phạm công nghệ cao. Theo Bộ Công an, năm 2023, lực lượng công an phát hiện xử lý hơn 7.100 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với hơn 3.200 vụ lừa đảo trên không gian mạng. Riêng từ đầu năm 2024 đến nay, phát hiện xử lý hơn 3.900 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với hơn 2.500 vụ lừa đảo trên không gian mạng. Từ thực tế trên, Thiếu tướng, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân cho rằng đây là dịp để tổng kết công tác đoàn trong nhiệm kỳ 2022-2024 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo vệ an ninh quốc gia và công tác đào tạo theo Viện Cảnh sát Nhân dân. Nhiệm kỳ 2024-2027 tiếp tục đặt ra những yêu cầu đổi mới đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên Học viện Cảnh sát Nhân dân đòi hỏi mỗi cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên phải không ngừng cố gắng đổi mới tư duy và hành động, bản lĩnh, sung kích, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong tổ chức, tham gia các hoạt động phong trào, hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị do Đảng ủy, Ban giám đốc học viện và đoàn cấp trên giao phó. Trình độ các thầy thuốc chuyên ngành gia liễu tại Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Tiếp cận trình độ nhiều nước phát triển, chi phí cho dịch vụ y tế điều trị và thẩm mỹ tại Việt Nam đều thấp hơn rất nhiều nhưng chất lượng gần như tương đương với các nước phát triển. Thông tin trên mới được các chuyên gia gia liễu đến từ nhiều nước ở trên thế giới đưa ra tại hội nghị gia liễu Đông Dương lần thứ sáu đang diễn ra tại thành phố Huế. Với sự tham gia của gần 1.500 đại biểu, hội nghị cũng được đánh giá là diễn đàn lớn của các y bác sĩ trong và ngoài nước trao đổi kiến thức chuyên môn, thúc đẩy hợp tác trong chuyên ngành da liễu. Cụ thể. Tại hội nghị gia liễu trung ương lần thứ 6, hội nghị gia liễu toàn quốc thường niên và hội nghị nghiên cứu gia liễu lần thứ 2, một số chuyên gia về gia liễu đang làm việc tại Mỹ cho biết, so với Mỹ, chi phí cho dịch vụ y tế, điều trị và thẩm mỹ tại Việt Nam đều thấp hơn rất nhiều nhưng chất lượng lại gần như tương đương. Liên quan đến vấn đề này, các chuyên gia gia liễu, báo cáo viên đến từ nhiều quốc gia cũng đánh giá những thông tin được đưa ra tại hội nghị có hàm lượng khoa học cao, đồng thời nhấn mạnh trình độ các thầy thuốc chuyên ngành gia liễu tại Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc, tiệm cận trình độ nhiều nước phát triển. Cũng tại hội nghị, phó giáo sư tiến sĩ Lê Hữu Doanh, giám đốc bệnh viện da liễu trung ương cho biết, sự kiện 3 trong một của chuyên ngành da liễu năm nay có sự tham gia của gần 1.500 đại biểu và các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực da liễu toàn quốc và quốc tế. Đây cũng là một trong các sự kiện khoa học lớn nhất chuyên ngành da liễu năm 2024 do bệnh viện da liễu trung ương. Hội Gia Liễu Việt Nam đồng tổ chức và là diễn đàn quốc tế kết nối chuyên gia, bác sĩ Gia Liễu từ khắp nơi trên thế giới nhằm trao đổi kiến thức chuyên môn, chuyên ngành Gia Liễu, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế. Hội nghị có các phiên toàn thể, hơn 20 phiên khoa học, hội thảo chuyên đề với hơn 100 báo cáo chuyên môn, trong đó có gần 30 báo cáo quốc tế là các chuyên gia Gia Liễu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới và khu vực như Mỹ, Ý, Đan Mạch, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Campuchia và Lào. Sáng 23 tháng 11, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hương Trà Thừa Thiên Huế thông tin, từ 6 giờ sáng nay, đơn vị tiếp tục huy động lực lượng chức năng địa phương sử dụng xuồng để phối hợp tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ xe chở rác va vào cầu Bình Thành rơi xuống sông. Đến khoảng 8 giờ sáng, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể nam giới tại khu vực cầu Hữu Trạch. Theo đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam giới tại cầu Hữu Trạch, cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 6 km. Nạn nhân bước đầu được xác định là anh Tôn Thất Tín. Sau khi hoàn thiện các thủ tục, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại. Như VTC14 đã thông tin, Khoảng 7 giờ 15 ngày 21 tháng 11, anh Tôn Thất Tín sinh năm 1997, trú tại phường Thủy Vân, thành phố Huế, điều khiển xe chở rác, biển kiểm soát 75C04483, chở theo ông Nguyễn Đăng Thanh sinh năm 1966, trú tại phường phường Đúc, thành phố Huế, lưu thông theo đường tỉnh lộ 12D từ hướng quốc lộ 49, Ủy ban nhân dân xã Bình Thành, khi chiếc xe chạy đến khu vực cầu Bình Thành bất ngờ va vào lan can rơi xuống sông, hai người ở trên xe mất tích. Cho đến chiều tối ngày 21 tháng 11, chiếc xe chở rác được lực lượng chức năng trục vớt thành công.